Xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Vào tối ngày 23 tháng 1 năm 2016, gia đình Hải quân Hàng hải New South Wales đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm 74 tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận hải chiến tại Hoàng Sa để bảo vệ lãnh thổ khi quân xâm lược Trung Cộng đánh chiếm vào năm 1974. Buổi lễ đã diễn ra thật long trọng và trang nghiêm tại Trung tâm Văn hóa và Sinh hoạt Cộng đồng New South Wales vào lúc 7 giờ tối. Xin kính mời quý vị khán giả theo dõi những nét chính trong buổi lễ. Nhân buổi hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ cùng quý đồng hương về giá trị tinh thần vì quốc quan thân của 74 người con yêu dân tộc. Cầu cho cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta luôn đoàn kết với nhau, sẵn sàng hợp sức, hợp lực qua nhiều hình thức khác nhau để cùng bảo vệ cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam là một chủ quyền linh thiêng của Tổ quốc, cũng như giúp đỡ cho các dân oan, các người dân trong nước, các nhân dân trong nước giành lại quyền nhân quyền, chủ quyền cũng như tự do dân chủ họ đang cần mong muốn. Xin được hiên vị vinh danh những anh linh tử sĩ oai hùng, tử sĩ Quý Quang Hà, tử sĩ Nguyễn Thành Vĩ, tử sĩ Nguyễn Hồng Châu, tử sĩ Phạm Văn Ba, tử sĩ Phan Kiến Trung, để tưởng nhớ đến các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh, nhân viên dân chính đã hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Sự ra đi của 74 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa không những đã mất mát lớn cho Hải quân, nhưng mà đó cũng là một cái niềm vinh dự cho đất nước, vì những người con yêu của Tổ quốc đã cũng vì tinh thần bảo vệ quê hương mà chống trả quân xâm lược Trung Cộng cho đến giây phút cuối cùng. Do đó chỉ có một cái lòng đối với tất cả những cái tử sĩ Hoàng Sa và cái tâm đối với những người thế hệ giới trẻ, làm sao giữ vững được cái tinh thần này, hiểu được cái sự xâm lược của Trung Quốc cũng như hiểu được cái tình hình đất nước, hiểu được Cộng sản để mà cùng nhau gánh vác sơn hà, làm sao cùng nhau giành lại Biển Đông bằng mọi giá. Hoài Phương tường trình từ Sydney xin kính chào quý vị khán giả.